giá gia cầm hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2023, giá giảm tại các trại nuôi gà. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc giao động trong khoảng 40.600 đến 41.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung giao động trong khoảng 40.600 đến 41.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông giao động trong khoảng 40.600 đến 40.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày. Miền Tây dao động trong khoảng 41.600 đến 42.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Bắc dao động trong khoảng 26.800 đến 29.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Trung dao động trong khoảng 25.600 đến 26.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Đông dao động trong khoảng 21.000 đến 23.200 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Tây dao động trong khoảng 22.000 đến 23.600 đồng mỗi kg. Giá gà con giống lông màu, miền Bắc là 5.000 đồng đến 7.000 đồng một con một ngày tuổi. Gà con giống lông màu, miền Trung là 4.000 đồng đến 8.000 đồng một con một ngày tuổi. Gà con giống lông màu, miền Đông là 6.500 đồng đến 7.000 đồng một con một ngày tuổi. Gà con giống lông màu, miền Tây là 7.000 đồng đến 7.500 đồng một con một ngày tuổi. Giá vịt thịt, miền Bắc giao động trong khoảng 40.000 đến 41.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt miền Nam dao động trong khoảng 38.000 đến 39.000 đồng mỗi kg. Giá vịt giống super em là 10.500 đến 11.000 đồng một con một ngày tuổi, vịt giống bố mẹ từ 40.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Bên cạnh đó, giá trứng gà trắng và trứng gà đỏ theo ghi nhận mới nhất cũng không thay đổi nhiều, dao động từ 2.000 cho đến 2.300 đồng mỗi kg, trong đó, tỉnh Hà Nam là những nơi có giá trứng gà cao nhất cả nước với giá 2.300 đồng mỗi kg. Giá bán tại các chợ đầu mối cụ thể như sau. Có thể nói đây là khoảng thời gian giá gia cầm ổn định nhất, không có bất kỳ thay đổi gì trong nhiều tuần. Cả ba mặt hàng gà, vịt và trứng gà đều có giá bán cũng như sức mua khảo định. Giá gà hôm nay nhìn chung không có thay đổi gì đáng kể ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Các giống gà giữ vững mốc giá như cũ, dao động trong khoảng từ 50.000 đến 95.000 đồng mỗi kg. Gà mía vẫn có giá bán khá cao, 95.000 đồng mỗi kg. Gà nòi là 75.000 đồng mỗi kg, gà ri và gà minh dư dao động từ 50.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Tương tự như giá gà, giá vịt hôm nay cũng thêm một ngày bình ổn, dao động từ 32.000 đến 40.000 đồng mỗi kg với Đồng Nai là nơi có giá vịt cao nhất và thấp nhất được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, tại thủ đô Hà Nội hôm nay ghi nhận giá vịt là 36.000 đồng mỗi kg, thành phố Cần Thơ, Phú Thọ và Nghệ An cũng giữ giá bán này. Giá trứng gà hôm nay không có biến động, cả hai mặt hàng trứng gà đỏ và trứng gà trắng giữ vững mốc giá cũ, lần lượt là 2.000 đến 2.200 đồng mỗi kg và 2.000 đến 2.300 đồng mỗi kg. Giá trứng gà nhìn chung khá thấp, thị trường yên ắng trong thời gian dài. Hiệu quả bất ngờ khi dùng giấy báo cũ úm gà, vịt sống. Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm của gia đình, ông Phạm Văn Thanh, chủ trại nuôi gà ở Thái Nguyên cho biết, nhiều năm nay ông và một số hộ ở cùng địa phương thường mua giấy báo cũ với giá rẻ về để uống gà vịt. Theo ông Thanh, khi gà vịt mới mua về ngày đầu, gia đình ông thường thuê nhân công giải giấy báo cũ kín nền chuồng để vừa giữ ấm chân cho vật nuôi non vừa giúp các con giống không may bị thương, hở bụng tránh bị vỏ cháu khô găm vào dễ bị phiên, bệnh chết, hao hụt. Trước đây chúng tôi hay dùng vỏ trấu lót nền uống con giống nhưng qua thời gian dùng thấy vật nuôi bị hao hụt nhiều hơn. Hơn nữa khi cho gà ăn thức ăn sẽ rơi vãi ra chấu nhiều để lâu ngày cám sẽ mốc vật nuôi lớn lên bới ăn hay bị bệnh nhưng khi dùng báo cũ lót nền chuồng trong mấy ngày đầu chúng tôi tiết kiệm được mỗi ngày cả kg thức ăn một vạn con đặc biệt khi cho gà ăn chúng sẽ chạy nhảy lên giấy báo phát ra tiếng kêu bột bột có thể giúp cho vật nuôi thích thú ăn nhiều và nhanh lớn hơn ông thanh chia sẻ cũng theo ông Thanh, hiện tại nhiều trại chăn nuôi ở miền Bắc vẫn mua giấy báo cũ về làm lót nền uống gà vì trong 3 đến 4 ngày đầu. Khi con giống mới mua về sẽ thải ra phân có thể chứa mầm bệnh từ nơi sản xuất, ấp nên khi đưa về trùng mới uống vài ngày, bà con sẽ thu dọn lại báo cũ này bỏ đi và dùng vỏ trấu lót nền tiếp tục chăn nuôi đến khi xuất chuồng, ông Thanh tiết lộ. Dù cách làm này khá hiệu quả nhưng theo nhiều chủ trang trại, việc giải và thu dọn vệ sinh sau khi lót nền xong mất khá nhiều thời gian và nhân công. Cách dùng giấy báo cũ uống ra cầm giống khi mới mua về cũng có nhiều ưu điểm, nhưng chúng tôi ít dùng vì khó mua được hàng báo cũ và tốn nhiều công trong chăn nuôi. Bà Trương Thị Nụ ở Hoa Lư, Ninh Bình nói.